Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Hải Phòng đang nỗ lực chỉnh trang, cải thiện lại diện mạo đô thị tại khu vực trung tâm thành phố bằng một loạt các dự án mới như xây dựng các cái tòa khách sạn 5 sao có kiến trúc mang tính biểu tượng, nâng cấp và mở rộng các cái trục đường xuyên tâm, chỉnh trang lại vỉa hè của các cái tuyến phố lớn. Ngoài ra thì thành phố không chỉ chú trọng nâng cấp đường phố mà còn tiến hành cải tạo kè lại bờ sông của các con sông lớn nằm trong khu vực trung tâm thành phố để diện mạo đô thị của thành phố ngày càng một hoàn thiện hơn. Và dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những cái dự án đó. Dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc, bờ sông Cấm sẽ bắt đầu từ chân cầu Lạc Long kéo dài cho đến chỗ khu vực chân cầu Hoàng Thụ với cái chiều dài là khoảng 860m. Trong đó thì kè bờ sông Tam Bạc dài khoảng 446m và kè bờ sông Cấm dài khoảng 420m. Hệ thống kè sông thì sẽ được thực hiện bằng kết cấu cọc ván bê tông cốt thép giữ lực. Đồng thời thì các cái tuyến giao thông ven sông Tam Bạc, sông Cấm thì cũng được cải tạo và mở rộng. Đường Tam Bạc đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Mom Thủy Đội cũng sẽ được nâng cấp và mở rộng với cái bề ngang mặt đường là khoảng 18m. Đoạn từ Mom Thủy Đội đến đường Cù Chính Lam sẽ được mở rộng lên thành 35m. Với đường Bến Bính, đoạn từ Cù Chính Lam cho đến nút giao giữa đường Bến Bính và đường ven sông Cống thì sẽ được mở rộng từ 35 đến 55m. Đường Nguyễn Thượng Hiền được chỉnh trang, xây dựng kéo dài thêm khoảng 115m, rộng 13,5m, nối từ Cù Chính Lan cho đến đường Tam Bạc. Tổng mức đầu tư cho dự án này là khoảng 572 tỷ đồng và được trích từ nguồn ngân sách của thành phố, do Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư. Dự án thì dự kiến vào cuối năm 2024 thì công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ở thời điểm hiện tại thì chủ đầu tư đã cho triển khai xong phần kè của sông Tam Bạc, đang tiến hành kè bờ sông phía bên sông Cấm. Với cái hợp phần đường giao thông tại các tuyến đường thì như Hải Phòng chúng tôi thấy thì đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng, đang tiến hành san nền. Với đoạn đường Bến Bính từ Cù Chính Lan cho đến chân cầu Hoàng Thụ có lẽ là sẽ được đấu nối thẳng vào với nhau như này. Và với tiến độ như hiện tại thì Hải Phòng chúng tôi nghĩ rằng dự án này sẽ sớm hoàn tất và vượt tiến độ. Còn đây là hình ảnh ụ nổi của nhà máy đóng tàu Bạch Đằng nằm trên sông Cấm, một cái biểu tượng một thời cho thành phố Hải Phòng. Nhìn hoen dỉ hết rồi các bạn nhỉ. Hải Phòng cho tôi thực sự là không biết cái nhà máy đóng tàu Bạch Đằng này nó có hoạt động hay không đấy. Có bác nào có thông tin thì vui lòng bình luận ở phía dưới để chia sẻ với mọi người nhé. Tôi nhớ không nhầm thì tôi có đọc được một cái bài báo cách đây cũng mấy năm rồi về cái việc công ty đóng tàu Bạch Đằng này đang gặp rất nhiều khó khăn, phải nợ lương của nhân viên và không biết đến hiện tại thì đã tái cơ cấu lại chưa. Đối diện với sự trầm lắng của nhà máy đóng tàu Bạch Đằng thì chỉ vài trăm mét thôi chính là hình ảnh khu đô thị Vinhome Imperia, một biểu tượng cho sự hiện đại, giàu có và năng động của thành phố Hải Phòng. Khu vực này trước đây thì tôi nhớ cỏ lau mọc tùm,
Nhưng mà Vingroup đã đến và thay đổi toàn bộ cái diện mạo của khu vực này. Có lẽ là chỉ còn sót lại cái hình ảnh ống khói của nhà máy xi măng Hải Phòng cũ. Ở nơi đây thì hiện tại đã được triển khai thành bảo tàng nhà máy xi măng Hải Phòng, với hình ảnh các cái thiết bị phục vụ cho cái việc sản xuất xi măng Hải Phòng vào những năm trước đây. Hiện thì cái bảo tàng này lại nằm trong cái khuôn viên của khu thị Vinhome Imperia, thế nên không phải ai cũng có thể vào đây tham quan được nhà máy xi măng Hải Phòng cũ này, một trong những cái nhân chứng sống của lịch sử Hải Phòng. Phía xa kia chính là Vincom Imperia, và cái phía bên phải màn hình kia chính là Hoàng Huy Grand Tower 37 tầng. Hai cái nóc nhà ở cửa ngõ phía bắc và tây bắc của thành phố Hải Phòng. Phía bên trái các bác chính là các căn biệt thự đơn lập của phân khu Paris, và phía bên phải các bác chính là biệt thự của phân khu Ven. Và ngoài cùng này chính là các cái căn biệt thự vô cùng đẳng cấp của phân khu Monaco. Phần lớn các cái căn hộ tại khu vực Vinhome Imperia này thì đều đã có chủ hết rồi. Một cái dự án khá thành công của Vingroup tại thành phố Hải Phòng. Ngược về phía này chính là hình ảnh cầu Hoàng Văn Thụ, một trong những cây cầu biểu tượng cho thành phố Hải Phòng. Cầu Hoàng Văn Thụ thì được chính thức đưa vào khánh thành vào tháng 10 năm 2019, với cái mục đích kết nối khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng với lại khu đô thị mới Bắc Hồng Cấm. Sau đây xin mời tất cả các bác cùng ngắm nhìn lại vẻ đẹp của cây cầu Hoàng Văn Thụ. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video này. Các bác thấy sao về tiến độ dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàn Thụ? Để lại ý kiến ở phần bình luận để ủng hộ cho tôi nha. Xin chào, hẹn lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.